Chào các bạn. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng trình duyệt để mà đăng nhập VNEDU làm MS để mà làm cái bài kiểm tra. Thì ở cái bước này thầy sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy tính, máy bàn là máy tính bảng gì đó. Nói chung là cái nào mà các bạn có xài cài cốc cốc hay là Google Chrome hay là Firefox hay là bất kỳ cái trình duyệt nào các bạn có thể tích vô được. Thì các bạn click vào, các bạn click vào rồi thì các bạn nhập, đăng nhập cho thầy cái địa chỉ nha. Nhớ là các bạn nhập trực tiếp trên cái thanh địa chỉ, đây là cái thanh địa chỉ là nằm ở trên đây nha. Chứ không phải là nằm các bạn nhập vào ở dưới đây, các bạn nhập dưới đây không có được. Rồi các bạn nhập vào đây, các bạn nhập trung học cơ sở Vũng Điền ha. Đó, tắt hết chữ Vũng Điền chấm không với cắt khoảng ra chấm là mở chấm vn edu chấm vn là các bạn enter nó vào đây rồi thì các bạn thấy chữ đăng nhập nè ha, các bạn bấm vào đăng nhập bằng tài khoản vn edu. Nhớ nha, các bạn chọn là bằng tài khoản vn edu, đừng hai cái dưới đây là không có chọn. Rồi ở đây các bạn sẽ gõ cái tài khoản vn, cái tài khoản mà giáo viên đã cho các bạn, hôm nay các bạn đã đăng nhập được rồi đó. Các bạn bước này là các bạn bấm đăng nhập mà nó yêu cầu mã xác nhận hay là bất kỳ sai mật khẩu gì đó, nhanh nhất có thể các bạn nhờ giáo viên chủ nhiệm reset mật khẩu rồi bạn các bạn lấy cái mật khẩu đó các bạn đăng nhập à. Nhớ là khi mà đổi mật khẩu thì các bạn phải ghi cái mật khẩu lại, khuyến khích các bạn là dùng 8 chữ số, số không đi đừng có để chữ vô à. Rồi bấm đăng nhập thôi. Rồi khi mà vào các bạn muốn thi á, rồi các bạn vào đây các bạn bấm vào cuộc thi, các bạn bấm vào cuộc thi thì các bạn làm ví dụ như đây là một học sinh khối lớp 8 đi, thì các bạn chọn khối 8, các bạn chọn khối 8, các bạn chọn đây là môn tin học đi, thì tôi sẽ chọn môn tin học. Thì khi mà chọn đúng một môn thì các bạn sẽ thấy cái đề nha. Nếu mà các bạn chọn lộn môn nó không có, các bạn chọn trúng cái môn thì nó sẽ có. Rồi các bạn click vào, thì các bạn click vào thì ở đây nó có để thông tin chi tiết nè, làm thời gian làm bài là 5 phút, thời gian thi 45 9:45 tới 20 giờ. Rồi các bạn bấm vào tham gia phòng thi, cái này là cái thời gian thi là từ 45 cho tới 20 giờ là 15 phút, nhưng mà các bạn chỉ làm bài được 5 phút thôi nha. Rồi các bạn bấm tham gia thi. Rồi ở đây nó để mở là từ 9:45 đến 5 phút đến 20 giờ. Rồi các bạn bấm chữ làm bài. Rồi nó hiện lên chữ bắt đầu làm bài và các bạn bắt đầu các bạn làm thôi. Nếu mà chưa tới hết thời gian, nó chưa tới thời gian thì các bạn bấm vào nó sẽ chưa có mở cái đề thi ra đâu. Rồi ở đây thì đây là câu hỏi trắc nghiệm thì các bạn chọn thôi. Những cái câu trắc nghiệm mà nó có cái hình vuông này nè. Nó có cái hình vuông vuông này là tức là mình những câu cho mình chọn nhiều đáp án, cho nhiều chọn nhiều đáp án, các bạn chọn những cái đáp án nào các bạn cần. Rồi những cái câu mà có cái tròn tròn này nè, đáp án mà tròn tròn này thì các bạn chỉ chọn được một đáp án mà thôi, các bạn chọn đáp án khác nó sẽ nhảy qua nè. Rồi những cái câu này thì các bạn đọc kỹ cái nội dung nha, học sinh cần chụp hai ảnh theo nội dung. Câu này là cái câu tự luận, ví dụ đi thì cái nội dung một nè, học sinh kê khai đầy đủ thông tin như sau. Cái này là một cái vài ví dụ thôi nha các bạn. Thì các bạn chú ý nè, học sinh viết ra giấy rồi chụp ảnh để nộp bài, thì các bạn viết ra giấy ba cái thông tin này rồi các bạn nộp, các bạn chụp hình xong các bạn nộp nha. Nội dung hai, học sinh chụp một tấm ảnh chân dung để đưa lên hệ thống, ví dụ như vậy. Thì các bạn ở trên máy tính á, thì các bạn dùng điện thoại bắt buộc rồi, các bạn phải có một cái điện thoại để các bạn chụp cái tấm hình của cái bài làm viết trên giấy, viết trên giấy để mà các bạn đưa lên đây, chụp đưa lên đây. Các bạn bấm tải file lên. Rồi thì ngay chỗ này nó sẽ hiện ra nè, các bạn thấy nó có cái kéo ai thả file vào đây nè. Thì mình click vào đây, click vào
lúc vào nó sẽ hỏi mình là đưa cái bài nào lên ha. Ví dụ như đây, chọn cái tấm hình mà mình chụp mình đưa lên trên, thì các bạn chụp trên điện thoại đó, các bạn đưa bằng cách nào, các bạn đưa tấm hình vô trong máy tính mới được. Thì có nhiều cách là các bạn gửi trên, Zalo, gửi vô cái Zalo của mình á, Zalo của mình á, xong rồi các bạn đưa lên trên máy tính nha. Rồi các bạn bấm, khi mà các bạn chọn xong rồi đó, các bạn bấm sử dụng file này. Rồi các bạn có thể bấm vào tải thêm, ví dụ cái bài văn mà các bạn có chụp nhiều tấm thì các bạn cứ bấm đưa những cái tấm hình lên thôi. Bạn chụp được 5-10 tấm thì các bạn đưa lên cũng được, nó upload 100% nè. Xong rồi là mình nó hiện cái chữ sử dụng cái file này lên, là các bạn bấm vào là nó sẽ up cái tấm hình của mình lên. Rồi chúng ta làm tiếp thôi. Những câu hỏi tự luận mà các bạn có thể gõ được thì các bạn cứ gõ vào thôi. Ví dụ như môn gì thì các bạn ghi là môn hóa. Hình A mô tả thí nghiệm gì thì hình A là này. Các bạn để ý nha, ở đây nó có một cái chú ý nè. Dùng nội dung sao để trả lời câu hỏi từ 4 đến câu số 6, là cái hình A này nè. Để các bạn đọc kỹ chỗ này nha. Rồi. Rồi các bạn sẽ hình A mô tả thí nghiệm gì, các bạn nhập chữ vô ha. Nó không cho mình chọn, tức là mình phải nhập vô rồi đó. Mình nhập vô môn hóa. Rồi ở đây câu 5, câu 6 nữa ha. Thí nghiệm trên thuộc loại bộ môn nào thì mình chọn. Rồi em hãy kể tên giáo viên mà liên quan đến cái hình A thì các bạn ghi vô nhé, các bạn ghi tên vô thầy cô nào đó, ví dụ như vậy. Rồi câu 7 các bạn cứ chọn thôi. Này chọn đại nha. Rồi sau khi mà các bạn làm xong á, các bạn kiểm tra lại. Ví dụ như hồi nãy có cái câu này các bạn làm mà các bạn quên, các bạn chưa chắc đi, các bạn có thể đánh dấu nó bằng cách là bấm vào cái dấu sao nè, đánh vào dấu sao nè, đánh vào dấu sao nha, để mà mình làm dấu một hồi mình coi lại. Khi mà các bạn đánh vào dấu sao bên đây các bạn thấy không, nó màu vàng. Rồi một hồi các bạn bấm qua, các bạn bấm số câu nè. Rồi mình thấy câu số 2 là nãy mình chưa chắc, mình có thể bấm quay trở lại nha. Đó. Những câu nào mà các bạn chọn rồi nó sẽ tô màu xanh. Rồi tiếp nữa, ví dụ như các bạn đang làm, tự động các bạn tắt tắt đi nha. Thì các bạn nhanh chóng các bạn truy cập trở lại, gõ cái đường link đó, truy cập trở lại vào cuộc thi, các bạn phải làm cho nhanh. Rồi thấy nếu mà thấy ngay đây khối 8 tin học nè, bấm vào liền, rồi bấm tham gia. Thì ở đây nó có báo nè, chỉ được phép làm một lần, nhưng mà thấy chữ làm tiếp không, bấm chữ làm tiếp là các bạn bắt đầu các bạn làm tiếp. Làm tiếp nó tính những câu nãy giờ mình làm là nó tính hết rồi, những câu nào chưa làm thì mình làm lại ha, thời gian đã hết rồi. Các bạn bấm nộp bài thi, nhớ là các bạn quay bấm nộp bài thi nha, bấm nộp bài thi. Rồi thì xong, đây là một bài thi đã xong, kết quả các bạn làm nó đã được hệ thống lưu lại, các bạn yên tâm cái phần đó ha. Rồi cuộc thi này không cho phép xem lại kết quả. Đó là các bạn đã hoàn thành cái bài thi. Đây là thầy hướng dẫn trên máy tính. Nhớ là khi mà các bạn mà lỡ bị thoát ra đó, bị tắt đi, thì các bạn nhanh chóng các bạn truy cập vào để mình làm bài tiếp. Tại vì 15 phút, cho làm 5 phút, các bạn thoát ra 3 phút thì các bạn còn 2 phút thôi, chứ không phải các bạn vô các bạn làm nó tính phút lại đâu em. Rồi thì thầy dừng cái phần hướng dẫn làm cái bài đăng nhập VNEDU là mở làm trên máy tính em. Thì tiếp theo là thầy sẽ hướng dẫn các bạn xem cái hướng dẫn trên điện thoại em.